Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì chúng ta có một cái vấn đề khá là bực bội khi mà sử dụng máy chung với lại người khác. À, ví dụ như là ở trong gia đình, trường học, công ty. Nói chung là bất cứ nơi nào mà chúng ta sử dụng máy chung với lại người khác thì chúng ta có những cái dữ liệu chúng ta để trên đó và vô tình những người này có thể là xem dữ liệu của các bạn. Cho nên các bạn khá là khó chịu. Thì làm sao đây để bảo vệ được cái dữ liệu của chúng ta khỏi cái mắt của người khác? Thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn một cái phần mềm khá là hay, rất là nhỏ nhẹ nhưng mà cực kỳ hữu hiệu luôn, để giúp bạn có thể là bảo vệ được dữ liệu của bạn khi mà sử dụng máy chung với người khác các bạn nhé. Rồi, đầu tiên thì bạn sẽ vào cái trang web này cho mình nhé. Cái trang là soslab.com này. Thì ở trong này nó có rất là nhiều cái phiên bản. Thì chúng ta sẽ xài cái phiên bản mới nhất là cái bản Easy File Locker 2X này. Nó có cả cái bản là Easy File Locker 1X nữa. Thì mình chúng ta dùng cái bản 2X là bản mới nhất. Thì ở đây các bạn sẽ coi xem là bạn đang xài cái Windows phiên bản nào. Ví dụ như là 32 bit thì bạn tải bản 32 bit, 64 bit thì bạn tải 64 bit. Bây giờ mình sẽ tải bản 64 bit nhé. Mình download cái bản mới nhất là 2.2 này, download về. Rồi mình sẽ save nó lại, save. Save desktop nhé. Rồi save. Rồi mình run nó luôn. Yes. Các bạn cứ cài bình thường nhé. Rồi finish. Ok, đây là cái giao diện của cái phần mềm Easy File Locker. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta khóa thử nha. Chẳng hạn dụ ở đây mình sẽ tạo ra một cái thư mục đi, một cái thư mục là test chẳng hạn. Và một cái file txt đi. Mình đặt tên là test. Đấy, ví dụ là thế. Rồi, ví dụ như bây giờ mình sẽ khóa cái file vào thư mục này lại nha. Thì để khóa cái file này bạn chọn đây này, file and folder. Đây bạn chọn add file. Rồi cho được dẫn đến. Đây ví dụ vào desktop có cái file test, open ra. Rồi ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, cái phần này nó ghi là this file or folder will be, có nghĩa là cái file cái folder này nó sẽ như thế nào. Accessible có nghĩa là cho truy cập vào. Writable là cho các bạn chỉnh sửa này. Deletable là cho xóa, visible nghĩa là cho hiển thị lên. Thì ở đây nó đang tích vào ba cái là cho truy cập, cho các bạn chỉnh sửa và cho các bạn xóa. Thì để khóa cái file này lại ấy, cho người khác khỏi có sử dụng hoặc là người ta phá cái dữ liệu của bạn thì bạn bỏ ra đi nha, bỏ ra đi, bỏ hết đi và chỉ cho hiện lên thôi, cho hiện lên thôi. Đấy. Ví dụ bạn ok này. Rồi sau đó bạn chọn lại cái file này và bạn bấm vào nút play đây này. Start protection. Đó, để cho nó bắt đầu nó khóa lại. Sau khi nó khóa xong bây giờ bạn mở lên nhìn này nha. Nó báo lỗi liền, thấy không? Nó cho bạn coi này. Nó cho bạn coi. Ok. Đấy, và bạn chả nhìn thấy cái thông tin gì trong đây hết. Đây, bây giờ mình sẽ mở cho bạn coi nha. Mình stop nó cái này. Rồi bây giờ mình mở ra nha. Ở trong này mình có nội dung này. Thấy không? Bây giờ mình sửa nội dung nha. Ví dụ mình sửa là test chẳng hạn đi, rồi mình lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ protect nó này, bấm vào đây một cái. Rồi bạn mở ra này. Báo lỗi liền không? Bạn sẽ không coi được. Đó, không coi được cái gì trong đây hết. Bấm ok là trong này chẳng có gì hết. Bạn chỉnh sửa thoải mái trong đây, bạn lưu lại. Bạn lưu lại là nó sẽ không cho bạn lưu đè lên mà bạn chỉ lưu ra được cái file khác thôi nha. Bạn sẽ không lưu lên đè lên được cái này. Cái trường hợp này để tránh là ví dụ như người khác sẽ vào người ta sửa lại cái file của bạn, người ta nghịch ngợm trong đây và người ta lưu đè lên thì cái này sẽ không cho lưu đè. Đây các bạn nhìn này, save nha. Đó, nó không cho bạn lưu đè, muốn lưu là phải lưu ra một cái file khác, chẳng hạn ví dụ như 123 này, cho lưu này. Đấy, lưu ra thành file 123, nó không liên quan gì cái file chúng ta hết nha. Rồi ví dụ như cái này á, các bạn tắt đi, các bạn mở phần mềm lên lại. Cái này mình đã đặt password rồi, ví dụ của mình đặt password như thế này. Bạn có thể thay đổi password của nó bằng cách ấn ở đây này. Đấy, bạn thay password, cho password mới vào và gõ lại. Đấy, dụ vậy thôi. Rồi chẳng hạn dụ như mình sẽ khóa một cái thư mục này, file or folder, hoặc là bấm đây cũng được, folder này. Rồi mình sẽ chọn đường dẫn đến
desktop này. Ở đây chứ, đây folder của mình là test này. Ok. Rồi cái này mình sẽ bỏ này luôn và cho hiển thị lên. Ok. Rồi bây giờ các bạn nhìn này nhá, mở ra không được này. Báo lỗi liền thấy không? Access deny liền. Đó, nó không cho bạn làm gì hết. Rồi ví dụ như bây giờ cái folder này đi. Các bạn có thể chỉnh sửa lại nhá, chỉnh sửa bằng cách là file này, chọn modify này hoặc là chọn cái biểu tượng nằm đây cũng được. Đây, chọn đây này, biểu tượng nằm đây này, bấm đây. Ví dụ như ở đây mình sẽ cho nó accessible và không có cho nó write lên, có nghĩa là bạn không có làm gì trong đây hết. Ok này. Mở ra thì mở được rồi nha. Nhưng mà bạn sẽ không tạo được cái gì trong đây hết, nhưng mình tạo một thư mục đi. Thấy không? Nó không cho bạn tạo thư mục đây. Đấy, bắt phải confirm cái này. Ví dụ mình continue đi. Đấy, nó không cho. Ha. Tại vì chúng ta không có quyền để tạo được cái gì ở trên cái folder này hết. Đó, đây là tính năng khá là hay. Đó. Ví dụ như bạn muốn không muốn khóa này nữa thì bạn bỏ này đi, ấn stop này đi. Ha. Đấy, bây giờ mở thoải mái. Đó, mở thoải mái rồi đó. Bạn có thể tạo được thoải mái ở đây luôn. Đó, đơn giản vậy thôi. Khi nào muốn khóa lại thì lại chọn nó và bấm cái nút play đây này, bấm đây cái. Rồi mở lên lại là báo lỗi liền. Đây các bạn. Đây giờ phải mở, phải cho nó lại đã. Đây phải bỏ cái accessible này nãy mình để đây này. Đó, rồi ok. Giờ mở lại này. Báo lỗi liền, thấy không? Đó, đơn giản vậy thôi. Thế đây là một phần mềm mình thấy khá là hay để giúp cho bạn có thể là bảo vệ được cái dữ liệu ở trên máy của bạn. Nếu như mà máy mà có nhiều người sử dụng đấy, hoặc là bạn xài máy ở cơ quan công ty hoặc là trường học như vậy, chúng ta sử dụng nhiều người sử dụng chung một cái máy, thì bạn sẽ dùng cái phần mềm này bạn khóa lại để cho người khác khỏi truy cập vào những dữ liệu quan trọng của bạn nha. Rồi, ok. Xin chào các bạn, thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong một cái phần mềm khá là nhẹ nhỏ nhưng mà rất là mạnh mẽ luôn, giúp cho bạn có thể bảo vệ được dữ liệu của bạn khi mà bạn sử dụng máy chung với người khác, không để cho người ta xem được dữ liệu của bạn hoặc là chỉnh sửa phá phách dữ liệu của bạn hết. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.